Thực tế là hôm nay ấy, mình cái chủ đề của mình là nhân dân Việt Nam không bao giờ quỳ gối trước ngoại bang. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh đúng không? Và đến bây giờ cũng thế. Nhân cái việc mà đất nước Myanmar đang như là có rối tung rối mù lên. Nhưng mà có một số người biểu tình của Myanmar quỳ gối xuống lạy lục coi như là NATO và Mỹ mang quân vào để mà cứu đất nước Myanmar và can thiệp vào đất nước Myanmar. Thì nhân cái chuyện Myanmar mình mới là nói về những cái quan hệ của Việt Nam hiện nay đó. Thì em cũng xin phép chào tất cả mọi người, chào hai anh khách. Thì đối với em ấy thì trước nay em lên trên không gian mạng rồi em cũng chia sẻ rồi. Về cái vấn đề đa đảng hay một đảng ấy thì nó hợp mới ở Việt Nam, thì em đã tranh cãi rất là nhiều với cái đám dân chủ, bởi vì chúng nó lúc nào chúng nó cũng ca ngợi đa đảng, nhưng mà chúng nó không nhìn thấy cái thực tế ở các nước đa đảng nó có những cái tồn tại, nó có những cái mà không 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 phải là mình nói rằng ở đây là nó không được tốt, mà là nó có những cái chưa phù hợp với ở các nước Đông Nam Á và cụ thể là như ở Việt Nam. Thì em thấy rằng là có những cái chuyện mà đất nước mà đa đảng thì khi mà các phe phái chính trị họ xảy ra mâu thuẫn, họ tranh chấp quyền lực, họ sẽ xảy ra biến động ngay. Thì mọi người thấy kể cả quanh quanh cái đất nước xung quanh mình đấy, Thái Lan rồi bây giờ là Myanmar, mọi người nhìn rõ thôi, Việt Nam mình thế thôi đấy. Cho nên là các cái đám dân chủ của ấy lúc nào nó chỉ muốn là đất nước mình nó bị phá hoại vì cái vấn đề đa đảng thôi, bởi vì cái con người ở đất nước trong cái khu vực Đông Nam Á này chưa thể nào được đa đảng được, rất là khó. Nên là theo em nghĩ rằng là cái mô hình hiện nay là ở Việt Nam mình là một đảng là hợp nhất, và thực tế trong thời gian qua mọi người thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đưa đất nước đi lên, người dân được đổi mới rất là nhiều, tiến bộ rất là nhiều, chứ không phải là đi xuống đâu. Cho nên là nghe cái đám dân chủ nó hô hào về vấn đề đa đảng thì em chối lắm. Anh theo quan điểm cá nhân thì em là như vậy. Và Thì thực tế hiện nay mình nói với Quân Cúc với là anh Phương Nguyễn và tất cả các bạn này, chứ bọn nó bọn dân chủ quậy thì tất cả các bạn biết bây giờ chúng nó lúc nào chúng nó cũng muốn Việt Nam thứ nhất là phải đa đảng như những nước tư bản hoặc nước Mỹ thì mới giàu. Với lại cái vấn đề thứ hai là coi như là coi như Việt Nam là phải đi theo Mỹ, coi như đúng không, cắt đứt quan hệ với Trung Quốc đi, tức là phò Mỹ bài Trung. Đó là cái tư tưởng của những bọn dân chủ, cái bọn ma que và bọn dân chủ quậy. Thì mình đi chứng minh đúng không, bây giờ mình chẳng có phò ai cả đúng không? Mình chẳng ghét ai cả, tất cả các nước đều là bạn của đất nước Việt Nam, quan hệ đôi bên đều có lợi, Trung Quốc có lợi, Việt Nam có lợi, Mỹ có lợi đúng không? Cho nên là không cần phải phò viết như cả. Cho nên là các bạn thấy không, ví dụ Mỹ hoặc là một số nước Tây Âu hoặc Úc với Nhật Bản đưa đưa hoặc là Pháp đấy đưa mấy tàu chiến qua eo biển Đài Loan là vào Biển Đông, các chúng nó bảo đấy coi như vào giúp Việt Nam như thế này như thế. Cho nên là Việt Nam rất tỉnh táo đúng không? Việt Nam hoan nghênh tất cả các nước đúng không, giữ gìn hòa bình ở khu vực Biển Đông, nhưng phải tôn trọng cái luật pháp quốc tế, tôn trọng cái công ước về luật biển năm 1982 đó. Cho nên Nếu là thực tế thì em là ngắn đó. Thực tế thì em nhìn nhận một số nước đa đảng ấy thì nó cứ nói là đa đảng, nhưng mà mọi người cứ nhìn đi, quanh đi quẩn lại thì chỉ quanh quẩn là một hai cái đảng nó lãnh đạo đất nước thôi. Ví dụ như bên Mỹ thế, đảng Dân Chủ, bên Mỹ rất nhiều đảng nhé, không phải một hai đảng đâu, đúng rồi. Dân Chủ với Cộng Hòa thay nhau lên lãnh đạo. Hoặc là Singapore đúng không, Singapore thế thôi, Singapore có ông Thủ tướng Lý Hiển Long, cái đảng của Rồi ông lãnh anh. đạo đất nước. Bây giờ quanh đi quẩn lại, quanh đi quẩn lại thì nó cũng chỉ có một hai đảng lãnh đạo thôi, chứ đa đảng thì nó cũng nhiều, các cái đảng nhỏ nó không lãnh đạo được đất nước đâu. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất ấy là khi mà xảy ra mâu thuẫn ở đa đảng thì chắc chắn là đất nước nó sẽ nội chiến, rồi là người dân lại khổ, người dân là người khổ đầu tiên. Chứ còn chính quyền thì họ tranh giành quyền lực rồi thì chẳng phát triển kinh tế cái gì. Nên là em nghĩ rằng là cái mô hình một đảng ấy thì theo em nghĩ nó sẽ tốt cho Việt Nam nhiều hơn tất cả mọi thứ, bởi vì theo một cái thống kê ở trên thế giới thì mọi người thấy là bây giờ trên thế giới chỉ còn duy nhất còn mấy nước là một đảng thôi, như Trung Quốc hay là Việt Nam hoặc là Triều Tiên hay Cuba. Nhưng mà đấy là Triều Tiên với Cuba thì là cấm vận thì mình không nói rồi, nhưng mà mọi người thấy không,
Trung Quốc bây giờ là số 2 thế giới, mà Việt Nam bây giờ là cũng trong top 30 rồi. Thế dần dần nó sẽ tiến lên nữa, cho nên là tại sao là cứ phải ba nhiều đảng để làm gì? Một đảng người ta đang làm tốt thì sao cứ phải nhiều đảng để chẳng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Cái quan trọng là người dân ở trong nước người ta nhìn nhận là ok, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đang tốt, người dân được cuộc sống nó khấm khá đi lên, rồi là tất cả mọi thứ nó đều ấy. Chứ còn để mà nói về tiêu cực trong xã hội thì đất nước nào cũng có, nó lẻ tẻ, nó không đáng, nhưng mà bọn nó cứ nói toáng lên đúng không? Mình tất cả anh em ở trong nước đây đều nhìn nhận mà anh. Ok, xin mời Lam Phong. Chào lại anh Bằng, anh Phú, Quân Khúc và các anh chị em diễn đàn. Thì cái chủ đề hôm nay là Việt Nam không quỳ gối trước ngoại bang. Thì thật sự em đánh giá rất cao cái chủ đề này, bởi vì nó ngắn gọn nhưng mà nó thể hiện được cái bản lĩnh trí tuệ, cái phẩm chất của dân tộc Việt Nam. Nó không phải là mới mà nó xuyên suốt hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước rồi, cho nên nó mới có được một cái bản lĩnh như ngày hôm nay, có được một Việt Nam như ngày hôm nay, chứ không phải chúng ta nói bằng miệng, không phải như đám Việt Nam Cộng Hòa là một hô hào rồi lúc nào cũng yêu nước yêu dân, chúng nó một hô hào bằng cái miệng cái mồm rồi nó. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam hiện tại là kế thừa những cái tinh hoa của dân tộc Việt Nam qua hơn 4.000 năm dựng nước của nước đó, và cái phẩm chất đó dưới thời Cộng sản lãnh đạo thì nó càng ngày càng đậm nét hơn, càng rõ hơn, càng mạnh mẽ hơn. Vì chúng ta nói thì phải có dẫn chứng, thì các bạn nhìn lại, các anh chị em nhìn lại quá trình lịch sử đó, đất nước ta được sống trong bao nhiêu giai đoạn hòa bình tự do như hôm nay rất là ít. Chúng ta bị đô hộ bởi giặc phương Bắc bao nhiêu năm, có giai đoạn cả ngàn năm, rồi sau đó là những cái cuộc gọi là cứ chiếm xong rồi chúng ta lại lại đánh lại đuổi, nó cứ diễn ra liên tục. Và tới cái thời đại của cái thế kỷ 20 thì chúng ta còn phải vấp và phải chống chọi rất nhiều cái gọi là cái giặc ngoại bang mà nó mạnh mạnh hơn nhiều đó. Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Pháp, đúng không, toàn là những cái thế lực nó gọi là hùng mạnh hàng đầu thế giới. Nhưng tại sao hôm nay chúng ta lại có được cái hòa bình, nếu không phải là Đảng Cộng sản lãnh đạo thì làm sao có được đó? Và cái đó không phải là công của riêng những người cộng sản, mà đó là bản lĩnh trí tuệ tinh thần của dân tộc Việt Nam nó cô đọng lại. Chúng ta cứ so sánh đi, những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, lực lượng của những người cộng sản chưa bằng một nửa của Mỹ và các nước chư hầu cộng với lại cái đám tay sai Việt Nam Cộng Hòa. Máy bay tàu chiến là coi như là tất cả tất tần tật đều thua hết, nhưng mà tại sao chúng ta lại là người thắng cuộc? Có phải là chúng ta có tinh thần, có ý chí, có bản lĩnh? Chứ nếu mà đem ra so thì chúng ta không có, hoàn toàn không có cơ hội để mà có cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, rồi cũng không có cơ hội để mà tiếp tục là đánh đánh cái đám Pol Pot nó quấy phá biên giới Tây Nam, rồi đến Trung Quốc đánh chiếm 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Nếu là một cái dân tộc khác thì liệu có tồn tại như hôm nay? Chúng ta nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy Trung Quốc cái thời Đông Chu Liệt Quốc rất là nhiều nước, chứ không phải một nước Trung Hoa bây giờ. Nhưng mà tại sao những cái nước đó đã bị dân tộc Hán nó đồng hóa hết, tới bây giờ coi như là mất luôn rồi, hoàn toàn không có khả năng khôi phục lại. Nhưng mà tại sao Việt Nam 1.000 năm đô hộ vẫn không thể đồng hóa được dân tộc Việt Nam đó? Những kẻ nào cứ mở miệng nói Việt Nam là tay sai tàu cựa này đó, thì hãy nhìn lại đi, mở con mắt ra, banh cái não ra mà nhìn lại xem cái dân tộc này họ đã
đánh đuổi, họ đã đứng dậy để đuổi cái các cái thế lực ngoại xâm như thế nào trong suốt quá trình lịch sử. Rồi hôm nay tôi cũng so sánh luôn, nhân đây cũng so sánh luôn Việt Nam và Myanmar, chúng ta thấy Việt Nam hiện tại có một cái đối sách đối với các cái nước lớn rất là, phải nói là rất vô cùng là tuyệt vời, phải nói khéo léo vô cùng. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta đã dựa một bên nào rồi thì một khi đã phụ thuộc rồi á thì chắc chắn không bao giờ, thì bây giờ Okay. Myanmar đó, bây giờ Myanmar bây giờ thì từ đây trở về sau các vị cứ ráng sống và theo dõi đi, sẽ không có một ngày bình yên. Myanmar sẽ không có một ngày bình yên, bởi vì trước đây Myanmar đã phụ thuộc Trung Quốc, phụ thuộc Trung Quốc chứ không phải như Việt Nam. Trong lịch sử Myanmar đã phụ thuộc Trung Quốc rất nhiều, rất lớn, và bây giờ không thể thay đổi. Mà khi mà những cái thế lực mà họ lại là kẻ thù Trung Quốc thì họ lại lại xây dựng một cái gọi là một cái lực lượng đối trọng, là làm thành giống như hai cái hệ tư tưởng vậy đó, là suốt ngày cứ đập nhau thôi, và Myanmar sẽ không có một ngày bình yên. Tôi dám cam đoan một bây giờ nếu mà cái lực lượng dân chủ mà nắm quyền thì lực lượng kia nó tiếp tục nó lại quấy phá thôi. Đó thì mà anh Bằng tiếp tục. Rồi bây giờ này cũng có một cái này mình thấy là những cái gọi là cái bên quân đội Myanmar là hiện nay đã đang gọi là nắm quyền đất nước Myanmar, liệu có khôn ngoan hay không? Bây giờ Mỹ nhá, đe là sẽ cấm vận Myanmar nếu mà Myanmar không dân chủ như thế này thế khác, thì những tướng lĩnh quân đội cao cấp của Myanmar có trả lời Mỹ như này, như thế này, tức là vậy chúng tôi cấm vận không làm cái gì cả, chúng tôi cấm vận quen. Tôi nói các bạn, cái đấy là cái sự trả lời không khôn khéo, đúng không? Đất nước Myanmar đúng là cấm vận cũng được, ok, quen rồi, nhưng mà những người dân Myanmar sẽ khổ. Tôi nói các bạn, những nhà lãnh đạo của một đất nước đừng có phải vì toàn cục của đất nước đó, chứ đừng vì cái tôi của riêng một cái nhóm hoặc của riêng một cái đảng, phải đúng không? Cho nên nó đúng. Bây giờ ví dụ được một đất nước ví dụ như Việt Nam ngày xưa cấm vận nó quen rồi, chẳng vấn đề gì cả, nhưng mà những người dân rất là đói khổ, đất nước nghèo nàn, đúng không? Mà khổ cuối cùng là những người dân. Còn những cái người lãnh đạo ví dụ ở bên quân đội Myanmar, người ta thực tế là người ta cũng chẳng khổ gì cả, có. Nhưng mà cái câu trả lời đó thì có phải là khôn ngoan không? Theo tôi nghĩ là không khôn ngoan. Cho nên là bây giờ đất nước mình gọi là nói về đất nước Myanmar, mình nói là về cái đất nước Việt Nam, đúng không? Những nhà lãnh đạo của Việt Nam, những người mà chèo lái con thuyền của đất nước Việt Nam hiện nay phải có một cái vấn đề ngoại giao rất là khôn ngoan, đúng không? Ừ, bây giờ đất nước Mỹ muốn Việt Nam như thế này như khác, nhưng phù hợp với quyền lợi của Việt Nam ok, đúng không? Vì lợi ích của hai nước, mình biết là đất nước Mỹ hiện nay, đúng không? Là thực tế là do những nhà tư bản và những nhà tài phiệt Mỹ người ta nắm quyền. Bây giờ những quyền lợi của những nhà tư bản và những nhà tài phiệt của Mỹ tăng cao, thì bây giờ quan hệ Việt Nam thì mình phải, Mỹ phải có lợi như thế nào đấy để Mỹ có lợi thì Việt Nam ok, đúng không? Việt Nam xuất sang hàng hóa về hàng điện tử rồi ô tô rồi là những hàng nông sản, nhưng Việt Nam cũng phải nhập của Mỹ những cái máy bay của Mỹ, những nhà máy sửa chữa máy bay của Mỹ, để làm sao cho cán cân thương mại giữa Mỹ Việt Nam nó dần dần, nó dần dần, nó các bạn dần dần nó được, nó ấy, vì cái quyền lợi của Việt Nam và quyền lợi của Mỹ luôn đấy, chứ còn không phải như những cái thằng ba que kia không ai mang cho không ai một cái gì cả đấy. Rồi em tiếp câu chuyện nước Mỹ thì bữa nay mới có một cái bài báo nó viết về một cái cô giáo mà bắt cái học sinh 5 tuổi thò cái tay vô bồn cầu mà móc đó. Học sinh 5 tuổi ở bên Mỹ. Thì chúng ta trở lại cái vấn đề giáo dục. Mỗi lần mà ở Việt Nam mà có vấn đề gì tiêu cực thì nó lại đổ thừa cho cái nền giáo dục cộng sản. Đó. Nhưng mà bây giờ cái trường hợp một giáo viên mà bắt một em
5 tuổi, mấy học sinh 5 tuổi mà thò cái tay vô mà móc cái bồn cầu, móc cái lỗ cho nó thông, thì cái nền giáo dục đó nó như thế nào? À, ở đây có mấy ba que ba cẳng gì đây, trả lời giùm đi. Nếu như cái trường hợp đó ở Việt Nam thì tụi bay chu chéo chắc không có ngày, không có thời gian nghỉ luôn, đúng không? Bởi vì ở đó, ở đây nè, người Việt Nam họ nhận thức được một điều rằng đó cũng chỉ là những cái hiện tượng, và nước nào thì cũng sẽ có những cái hiện tượng đó. Cái hiện tượng tiêu cực trong xã hội thì ở đâu cũng có, cho nên chúng tôi không có đem cái đó ra để làm bản chất. Đâu có vì một cái bài báo, vì một cái giáo viên đó mà chúng tôi nghĩ chắc của nền giáo dục Mỹ là nó như vậy đâu. Nhưng mà ngược lại, cái đám ba que ba sọc ba cẳng này lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy một cái hiện tượng thôi là quy chụp cho bản chất xã hội chủ nghĩa là như vậy Bây đó. giờ hỏi mấy ông bà què bên này, có ông nào hiện nay công giàu có không, đúng không? Bây giờ tôi hỏi các ông bà què, tôi hỏi bà què nhá, bà què tức là những cái bọn chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại. Bây giờ có ông nào là đang là triệu phú mà tỷ phú chống lại đất nước Việt Nam không? Không, mà toàn những cái thằng nghèo sắc này sơn, ví dụ thằng rác sơn bùi này này, đúng không? Mình cứ bảo mình sống đất nước văn minh, đất nước coi như là phát triển này khác. Bây giờ đất nước Mỹ giàu có là cái bọn tư bản và những nhà tài phiệt, người ta giàu có. Còn bây giờ kinh tế của mày so với những người dân bình thường như như anh như này, mày đã bằng chưa? Mày đừng cứ ngồi nói phép. Em chia sẻ chút. Hồi nãy cũng có coi một cái clip người Việt Nam ở bên Texas, là xếp hàng rất là dài, nhận mỗi người một hộp cơm từ thiện. Thì Jackson Bùi giải thích lý do tại sao nước Mỹ, người Việt bên đó giàu có mà đi xếp hàng nhận cơm từ thiện. Cái clip mới chỉ được chia sẻ thôi, mới nhất ở đây này. Toàn người Việt Nam thôi nha. Cái đó mình không có chê bai, nhưng mà nếu mà Jackson Bùi hay là những cái kẻ mà chống cộng cực đoan bên đó luôn khoe khoang giàu có, thì tại sao giàu có lại đi xếp hàng nhận cơm từ thiện mà mỗi người được một hộp cơm thôi, chứ hãy nhận hai hộp rồi nó không cho, không cho, và xếp hàng rất dài. Các vị cứ lên coi lại cái clip hôm nay trên cộng đồng mạng họ chia sẻ nhiều lắm đó. Chính những cái đó nó vả vô mặt các vị, bởi vì cái miệng lưỡi các vị không ai chấp nhận được, xuyên tạc bị đặt, đúng không? Trắng trợn. Còn nói về cái vấn đề mà người Việt đi học ở Mỹ hoặc ở các nước tư bản, nó đơn giản vậy thôi nè. Khi mà đất nước phát triển thì cái người Việt chúng ta là có một cái câu rất là hay, có nghĩa là hy sinh đời bố củng cố đời con đó. Có nghĩa là mình làm cha mình có thể vất vả, có thể là nai lưng ra lao động kiếm tiền, tất cả chỉ vì đứa con mình đẻ ra. Thì ở Việt Nam này, cái hệ đại học đồng ý là chúng ta chưa bằng Mỹ, cho nên chúng ta muốn cho nhiều nhiều gia đình thôi, chứ không phải là hết nha. Có điều kiện thì muốn cho con cái họ qua đó để tiếp thu cái công nghệ, cái khoa học tiến bộ của nước Mỹ và các nước tư bản khác, để sao sau này có điều kiện lại về phục vụ cho đất nước. Ông rất nhiều người về phục vụ chứ không phải riêng gì ai. Ông Phạm Nhật Vượng là một điển hình, và bây giờ ông là ai các vị thấy đó. Rồi những cái người mà khi mà cho con qua đó học thì họ, con cái họ họ trưởng thành bên đó và họ có được nhận vào những cái công ty xí nghiệp gì bên đó, là họ làm thì họ có cái công việc ổn định rồi thì họ không muốn thay đổi. Thì là cha là mẹ, mà ở Việt Nam cũng vậy thôi, con đi đâu thì cha mẹ đi đó. Hồi xưa cái câu hồi xưa thì nói là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, nhưng mà bây giờ khác, là bây giờ con cái ở đâu cha mẹ đi đó. Cho nên nhiều người mặc dù không muốn qua Mỹ nhưng con cái ở định cư bên đó rồi, thì mình ở đây mình già thôi mình qua mình ở với con, mình ẵm cháu, mình coi nhà cho nó. Rất nhiều người, nhưng mà thật sự 100 người 1.000 người đi thì hầu như ai cũng nhớ nhà, nhớ quê hương và muốn về, tất tần tật, nhất là người già họ nhớ nhớ quê hương, nhớ nhớ tổ tiên ra giết, chứ không như cái đám chống phá tụi mày còn muốn giặt nó về, nó giày xé quê hương đất nước, thì tụi bay nhớ cái gì? Mồ mả tổ tiên ông bà tụi bay còn ở đây nên nhớ là vậy. Nhưng mà tụi bay còn muốn giặt nó, đem bom đạn nó về đất nước này, nó giày xéo lên mồ mả tổ tiên ông bà tụi bay, thì tụi bay không có tư cách gì để nói cái người Việt Nam ở trong nước hết. Họ có điều kiện họ đi, họ học, họ về họ làm đó.
Bây giờ Như mình vậy nói là thế này, đủ hiểu rồi, chứ không phải là đảng viên hay là cán bộ. Đảng viên bộ đi rất là ít, một con số rất là nhỏ. Cứ đem ra so với cán bộ đảng viên mà làm ở xã phường, mà nói mà cho con đi học ở Sài Gòn cũng là khó khăn rồi, chứ đừng nói mà đi 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 du học. Không phải đâu, ít lắm cái số lượng, hầu hết là người dân. Bây giờ dân trong nước họ họ điều kiện lên thành phố đi, có điều kiện về Sài Gòn nó mới thấy đời sống, hoặc là Hà Nội những cái thành phố lớn dân người ta sống như thế. Thì ở Sài Gòn, Hà Nội hay là những cái thành phố kia là được bao nhiêu đảng viên cán bộ, dân mấy chục triệu dân, toàn là dân không chứ ai đó, đúng không? Một phường đó bao nhiêu người đảng viên. anh thấy không, anh Bằng với Phong là các anh chị, anh thấy hồi xưa là mấy thằng nghị viên ở Cali này kia nọ còn ủng hộ cái đám biểu tình, bây giờ tụi nó dám không? Đâu có dám đâu, không thằng nào dám bắn mạng mình đi tham gia vào vấn đề những cái tổ chức cộng đồng ở tại hải ngoại hết, mấy thằng nghị viên đó, mấy thằng dân cử đó. Dạ, dạ kêu cái bà Hương đó dám cầm cái cờ ba que ra đường quơ không? Cái bà mà bà gì đó, bà gì Ngọc Ánh gì đó, để nói luôn là tự hào cái gì, 46 năm mà một cái cộng đồng 2 triệu người mà ở bên đó 46 năm mà đếm lu đếm tới được một hai người gọi là hơi sáng sáng một chút. Tao chả biết có gì đã. Đất nước Việt Nam coi như là hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, những người dân Việt Nam chỉ biết là hiện nay đã sống trong một đất nước an bình, vận mệnh của đất nước Việt Nam do người Việt Nam coi như là quyết định. Chúng ta đang sống trong đất nước dù đang dịch Covid Việt 19 như này, tất cả các nước ở trên thế giới hầu như đều đời sống của những người dân đều là đói khổ, đúng không? Kinh tế coi như sụt giảm, nhưng đất nước Việt Nam vừa chống dịch tốt, kinh tế lại càng vẫn phát triển. Mày thấy năm 2020 vừa rồi, mày thử đếm xem ở trên trên thế giới này có đất nước nào coi như là kinh tế coi như GDP phát triển chưa, mày thấy không? Đấy, hai nước cộng sản đấy, Việt Nam đấy, Trung Quốc đấy, đúng không? Việt Nam GDP phát triển 2,91%, Trung Quốc là cỡ khoảng 1,8 1,9 1,9%, mẹ còn chúng mày đang đói nhe răng rồi đấy.